Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Cô quan tâm làm gì? Tôi chán cái thấy cái cảnh ở nhà cô bôi kem bích rít tùm lum nhà chứ. Ê, tôi thấy không được nha. Làm gì mà ổng càm ràm bà dữ vậy? Đã thế hả? Vừa cầm điện thoại còn vừa đọc tin nhắn vừa cười nữa. Có khi nào có người ngoài không? Không bà ơi, tính nó không nói giờ vậy đó. Thì có sao tôi nói vậy, bà cũng coi chừng nó. Lỡ đâu có mấy sừng trên đầu giờ. Sao đâu? Mà sao suốt ngày bà cứ bôi ba phen trộn vậy? Không cảm thấy vết đứt hả? Thì nó cũng có bớt đó, nhưng mà ý là cứ xài thử thôi. Tôi cũng muốn trắng sáng á. Rồi xài xong thời gian, ví dụ mà không hiệu quả thì cứ đổi kem coi cái nào hiệu quả. Rồi có trắng không? Thì trắng lúc hoa nè. Thôi xài này đi. Đây là tắm trắng cao cấp Lamoyer, nguyên liệu nhập khẩu 100%. Một sản phẩm với ba công dụng, vừa giúp tẩy da chết, vừa giúp dưỡng trắng da, mịn da mà còn dưỡng ẩm da nữa. Wow. Đặc biệt không cần ủ kem, không gây bít da hay khô da luôn. Bà dùng đi cho đỡ bị càm ràm. Cảm ơn bà nha, bà tốt với tôi quá. Vậy thì tôi có cách làm trắng thôi. Dùng đi. Ê, em để xem anh thằng chối được không? Cát ra đây. Em chở xoài đi. Dạ. Cát, sao nay em đẹp quá vậy? Anh thấy nó xinh quá chứ gì, trắng quá chứ gì. Nhưng mà tiếc nó không còn là của anh được đâu. Nè, bà xem đi. Hắn ta nhắn tin mùi mọc với gái đó. Em không ngờ anh này đối xử với em vậy luôn. Cái thôi, anh xin lỗi, thằng lỗi cho anh nha. Anh hứa từ nay về sau cũng như vậy nữa. Anh có không giữ thì mất được cái tiền.